chúng ta ôm giữ như một cái bóng và nắm bắt như một làn hương. Sự thật rằng rồi ai cũng già. Các bạn hôm nay có đẹp bao nhiêu, có trang điểm bao nhiêu đi nữa rồi, thời gian qua khuôn mặt của chúng ta cũng sẽ xuất hiện những dấu chân chim. Vì vậy mà cái giá trị thực sự đó là cần sống một đời sống có tình thương. Tí tách, không còn nghe được tiếng radio. Vội và đi ra đi vô, ai hồi sinh được mảnh đất cằn cỗi trong ta là gì đó thân thương, sao tự hỏi không ra. Về đi người ơi, con mèn mún nó vẫn còn đói trong nhà, họ bảo tôi sinh ra đã có bờ môi giống má. Xe cầu vẫn chạy hàng ngày tấp nập, không thấy dừng dù bầu trời bão đầy ấp thấp. Đến bản thân ta lắm lúc cũng phải hấp tấp, đời người có được bao nhiêu năm mà lại gấp gấp. Nghệ sĩ dùng con bít làm cây viết để thi họa, cũng vì đã có những món nợ ta vẫn không thể chi trả. Nói làm với nhau trên trang giấy rồi cứ thế ghi ra, sáng sớm trưa trời chiều sẽ đi qua. Mở mắt sau giấc ngủ ngày mới bắt đầu, lỡ cất sau trật tủ hay đợi rất lâu, lỡ mất dấu thực phủ hay lời trật dấu, lỡ chắc sau gật gù mấy trời mất màu. Hoa phượng bao lần pha xương từ có nhà thành kẻ tha, hướng ra đường tìm người mà ta thương ở xá trường rồi đi ra hướng. Phải lau vội nước mắt để còn mỉm cười, đời sau ta là gió tự trôi kiếp người.